câu chuyện bé cà rốt không chịu đi bác sĩ một ngày nắng đẹp trong khu vườn xanh tươi bé cà rốt vui vẻ chơi đùa cùng các bạn rau củ khác nhưng bỗng nhiên bé cà rốt cảm thấy đau nhức ở bụng bé lo lắng chạy về nhà và kêu lên mẹ ơi bụng còn đau quá nhìn cà rốt đau đớn mẹ lo lắng nói chúng ta phải đến gặp bác sĩ ngay thôi bé cà rốt lắc đầu và trả lời con không muốn đi đâu con sợ bác sĩ lắm mẹ cà rốt cố gắng giải thích bác sĩ sẽ phải làm gì đó khiến con không dễ chịu nhưng điều đó sẽ giúp con mau chóng khỏi bệnh và khỏe mạnh hơn nếu con không đi bệnh của con có thể trở nên nghiêm trọng hơn đấy nhưng bé cà rốt vẫn từ chối và quyết định không đi bác sĩ dù mẹ cà rốt khuyên nhủ thế nào bé cà rốt vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định hôm sau cơn đau bụng của bé cà rốt không những không giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn cà rốt cảm thấy mệt mỏi và bụng của cậu thì đau dữ dội cậu nằm bẹp trên giường và rên hừ hừ mẹ cà rốt lo lắng nói cà rốt ơi nếu con không đi bác sĩ thì tình trạng của con sẽ rất nguy hiểm con nên nghe lời mẹ và đi khám nhé bé cà rốt cảm thấy rất đau đớn và bắt đầu cảm nhận hậu quả vì quyết định của mình cuối cùng bé cà rốt đành phải cùng mẹ đến gặp bác sĩ khi đến phòng khám bác sĩ kiểm tra và phát hiện bé cà rốt đã bị nhiễm trùng do không được chữa trị kịp thời bác sĩ nói nếu cà rốt đến sớm hơn thì chỉ cần uống thuốc là có thể khỏi bệnh nhưng bây giờ tình trạng của cậu đã nghiêm trọng hơn và cần rất nhiều thời gian để chữa trị. Bé Cà Rốt buồn bã nói với mẹ, "Con thật sự hối hận vì đã không nghe lời mẹ. Nếu con đi bác sĩ sớm hơn thì con đã nhanh chóng khỏi bệnh và được đi chơi, đi học cùng các bạn rồi ạ." À. Bác sĩ chữa trị cho bé Cà Rốt và nhấn mạnh rằng việc khám bệnh sớm rất quan trọng để tránh những tình huống nghiêm trọng như thế này. Bé Cà Rốt học được bài học quý giá và hứa từ nay sẽ luôn đi bác sĩ khi cần thiết. Sau khi khỏi bệnh, bé Cà Rốt cảm thấy vui vẻ trở lại và biết rằng việc chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng. Bé cũng truyền đạt bài học của mình cho các bạn khác. Các bạn hãy luôn nhớ đi bác sĩ khi bị ốm, đừng để đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng như mình nhé bài học câu chuyện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi khám bác sĩ khi cảm thấy không khỏe nếu không điều trị kịp thời bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn và gây ra nhiều rắc rối hãy lắng nghe lời khuyên của người lớn và chăm sóc sức khỏe của bản thân để tránh những hậu quả không mong muốn các bạn nhé